Thưa quý vị, sau thời gian tuyên truyền vận động người dân tự giác tháo dỡ nhà ở xây dựng trái phép trên tuyến đê biển Đông, mới đây huyện Đông Hải phối hợp với thị trấn Gành Hào huy động lực lượng hỗ trợ gia đình bà Đặng Thị Bích Ngọc ở ấp 5 thị trấn Gành Hào tháo dỡ nhà để trả lại hiện trạng cho tuyến đê biển Đông. Công trình nhà của gia đình bà Ngọc được xây dựng với ba gian nhằm phục vụ cho việc cư trú, sản xuất và một phần gia tạm để ươm trồng hoa kiểng, tổng diện tích sử dụng trên 150 m². Mặc dù là nhà ở, nhưng công trình này không có giấy phép xây dựng, không có giấy chứng nhận đất thổ cư và nằm trên phần đất được tỉnh triển khai xây dựng đê biển Đông từ năm 1999. Nhờ công tác tuyên truyền vận động thường xuyên của chính quyền địa phương, nên gia đình bà Ngọc nhận thức được trách nhiệm, tự giác dừng các hoạt động sản xuất và tiến hành tháo dỡ nhà. Để kịp thời động viên ghi nhận tinh thần tự giác của gia đình bà Ngọc, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Đông Hải và thị trấn Gành Hào đã trực tiếp xuống hiện trường động viên, chia sẻ khó khăn của gia đình và chúc gia đình sau khi về chỗ ở mới sớm ổn định cuộc sống, làm ăn thuận lợi. Lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Gành Hào và công an thị trấn cũng tổ chức huy động lực lượng bảo vệ dân phố, công nhân và người dân ở địa bàn ấp 5 đến giúp đỡ gia đình vận chuyển các vật dụng về nơi ở mới, tiến hành tháo dỡ ba căn nhà, trở lại hiện trường cho tuyến đê biển Đông. Hiện nay, tuyến đê biển Đông đang tiếp tục được nâng cấp mở rộng theo chương trình 667 của chính phủ qua địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải. Chính vì thế, việc vận động người dân tháo dỡ công trình nhà ở trên đê là rất cần thiết. Qua đây cũng rất mong là các cái hộ trên tuyến đê này thì cần phải nâng cao nhận thức là tự giác tháo dỡ. Nếu trong thời gian tới mà huyện tuyên truyền tiếp tục các cái hộ còn lại, mà nếu không tự giác tháo dỡ thì huyện sẽ thực hiện các cái biện pháp mạnh, đó là cưỡng chế tháo dỡ các cái, trả lại hiện trạng mặt bằng cho cái tuyến đê Đông. Trong khi nhiều hộ dân khác vẫn đang cất nhà xây dựng công trình vi phạm đê biển Đông, thì việc gia đình bà Đặng Thị Bích Ngọc tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng cho tuyến đê là việc làm rất đáng được biểu dương.